Đang làm gì anh ba? Chiều để dàn rau để đi vòng vòng coi quế rồi chơi. Giờ để rau rồi coi quế hả? Ủa sao rau dưới này dài lên đó hả? Để dưới đây trồng để mỗi lần ấy dỡ ra dỡ vô làm cực quá, lên trển mướn lỗ trồng làm luôn. Là kiểu như mình mướn miếng đất đó rồi mình làm vàng trển. Vậy cái này hôm nay người ta lấy cải hồi nào lẻ rồi? Lấy nay cũng cả tuần nay rồi. Sao cải gì hôm thấy lúc mới quay nhỏ xíu mà sao nay lấy có từ 2 tuần trồng à? Lẻ hả? 2 tuần nó mau lớn quá mau lớn. Cải bầu mà để lớn quá lớn đem ra trồng nó xi. Nó vừa vừa như con bướm mà đem trồng à. Mà sao đợt hổm lúc ra coi cải đâu có thấy hột quế nào rồi sao bữa nay lên quá chừng đã vậy trời. Các bạn coi nè cái đống quế nè. Đó, thấy không? Này nay được nhiêu ngày nè bà? Này xả bữa 12 nè. Xả bữa 12 nay nay mùng ý. Nay mùng 6 rồi nè. Mùng 6 kể tháng thiếu kể mùng 7 đó. Nay chừng 25 ngày chứ gì. 25 ngày mà như thế này nè. Mời các bạn coi nè. Này hình như mới xịt thuốc hay gì trắng trắng vậy? Mới xịt chiều qua. Là vẫn thuốc đó bình thường hay là có đổi mới gì không? Cũng aerobat với tùng xin đó. Với karaoke mấy thằng đó vòng vòng ha. Thì vòng vòng đổi qua nên đổi lại. Đâu mình đi vòng vòng xin trống kia là. Rồi các bạn coi nè. Nó quế này các bạn thấy không? Nay 25 ngày các bạn. Xanh mướt luôn nè các bạn thấy không? Lúc này là quế cỡ như vậy là rất là đẹp luôn nè. Thì hôm nay cũng có số bạn hỏi mình là quế này mình muốn trồng trong cái gốc thanh long là phải trồng như thế nào thì mình cũng chia sẻ với các bạn nè. Thì quế này xạ dày lên như thế này nè các bạn, như lô cỡ này nè, mình muốn trồng trong gốc thanh long hay gì đó là mình xạ cho mấy cái bờ riêng ha. Xạ mấy cái bờ riêng nó dày lên như vậy nè rồi mình cứ nhổ từng cây và mình trồng trong bờ là nó sẽ ok nha bạn. Xạ chừng mấy ngày để nó trồng được rồi. Là cái này theo mình muốn trồng trong mấy cái như vườn thanh long rồi mình cũng xạ về rồi mình nhổ ra trồng ha. Xạ dày dày một chút. Dạ. Nhổ đeo ra cái. Quá trình luôn các bạn thấy quế nó dày nè. Theo mình á, theo các bạn á thì muốn trồng cái kiểu như gốc thanh long rồi á thì mình xạ chừng vài bờ thôi, 5-7 bờ gì đó thì mình nhổ ra mình trồng vô nha các bạn. Con này là quế rã, quế thái á, trồng cái tết vậy mua quế thái. Là sao anh bà? Ngọt này nó cũng 2-3 lỗ vậy nữa nè. Cái này cái dòng này không thấy rã hả? Mà cái này còn đỡ nè, còn có nhiều cái loại mà nó không được rã, cái lá nó đâu có đậm đen vậy đâu. Thì cái lá đậm đen là nó là thái rạp phải không? Ừ, cái lá mà nó có khí nè, lá dài dài vậy nè mới là thái nè. Còn có nhiều cái mình lấy hột nó bị lai á, lai. Là kiểu như dạng dòng F1, F đồ đó. F1, dòng 1, dòng 2. Dòng 1, dòng 2. Nó bắt đầu nó lai. Rồi coi nè, con quế anh ba nè, hổm nè, mình ra mà quay cảnh ươm hột cải đâu có thấy cái quế đâu. Nhưng mà hôm nay anh dở cái vàng ra rồi mình mới thấy cái đống quế quá dừng. Này 25 ngày này chắc chừng 10 ngày nữa có cắt cái gì? 10 ngày nữa cắt rồi. 10 ngày nữa là cao à. Tại cái lón lón cả ngày trở lên là nó cao lẻ lắm. Nếu mà mùa này phải để từ 33 tới 35 ngày mới có cắt. Dạ. Tại quế này nó cũng hơi cũng không có được dày mấy, có mấy lùm dày còn mấy kia nó rạn rạn. Dạ. 35 ngày cắt mới nó mới có ký. Còn nếu mà có giá cắt sớm thường thường nếu mà quế dày dừng giáp tháng 3-2 ngày cắt nó đâu có ký đâu. Dạ. Thì rồi sao các bạn? Mà nói chung là chuyến này cái giá nó lên lại rồi không ơi, lên ngon ạ. Ờ, nghe mưa giờ cũng 8-9 ngàn. Dạ. Mà nghe nói có người bỏ tới 11 gì mà. Là bỏ 10 ngàn. Bà cọc trước hả? Đặt trước hay sao? Bỏ cọc trước tới 11, 10 ngàn. Mình nãy đi cắt cỏ người ta nói vậy. Thì cái lúc này thì quế tơ này là đang ấy nó ngon hơn cái thằng quế cắt nhánh rồi. Tại vì cắt nhánh tàn lâu á, cái cây nó cũng xấu hơn mấy thằng tơ ha. Cắt nhánh mùa này mưa đi nắng lại nó cũng củ chết nguội rớt. Thì nó nguội tại nó già quá không ơi, nó già quá rồi. Nó chết kiểu đó là bó tay. Đâu có gì đâu chị. Rồi ơi. Hôm nay không thấy luôn. Nay đi ra thấy nè các bạn. Mấy cái chỗ vàng rau trước đó nó sung. Nè, mấy cái chỗ này là vàng rau trước nè các bạn. Vàng rau trước nên nó sung cả vậy nè. Mình theo rất là đẹp mà nói chung là chiếc này là anh ba ổng làm vậy là nó hơi bị thưa nha bạn, nó không được dày nha, nó thưa nó còn thấy đất nè, chứ chiếc hổm là nó dày là không có thấy một miếng đất luôn á. Quế mà dày quá tại nói chứ quế dày quá dày nó cũng dở.
Tại sao? Cây nó mềm cây. Là nó dày, nó tông quá mày, nó tông. Nó dọ lên cây nó không có cứng. À, lái là nó chịu thưa, cây bự bự mà thưa thì nó hơi lâu cắt chút. Yeah. Mà tới hồi mà nó cắt được cái là năng suất cho là thấy luôn. Là nó nặng dữ lắm ha. Nặng. Còn dày thì mau cắt thấy đẹp chứ dày. Dày cây nó mềm cây. Yeah. Lái nó không có chuộng. Giờ hôm nay 25 ngày là mình bao nhiêu cử phân rồi? Bao nhiêu xịt lần xịt đây? Mới có 2 lần xịt. 2 lần xịt. Mới xịt cử hổm. Sáng tỉa xịt cái rồi mới xịt hồi qua. Mai xịt nữa. Mới xịt qua và mai xịt nữa. Rồi cái lón này nè, đông rồi trời muốn mưa rồi nè. Trời đông rồi mưa rồi nắng rồi nó hay bệnh. Nó kiểu như dạng nó nóng lá. Nó không chịu, nó vàng lá. Nó chịu thời tiết mà ui ui nhẹ nhẹ. Nhiều mai hoa vậy ha. Mai hoa đừng trời. Có mưa mà không nắng. Ừ. Gám gần tới cắt mà trời ui ui, ui ngon rồi đừng có nắng hét. Ông cố này nắng hét dễ bị ấy, mưa lớn này nắng hét lại. Khó chịu. Vậy vậy trồng đồ này phải chăm sóc kỹ lưỡng nó mới ấy. Ê, hình như cái lá đó bị gì ạ? Nó bị khối đèn này. Khối đèn hả? À? Hình như nãy giờ lâu lâu thấy con lá gì á. Vàng lá khối đèn gì đó. Đây nè các bạn. Đây mình lấy nét lại nha. Xong nó màu quá các bạn. Nó khối đèn thì nó dễ xịt. Dễ không? Cái này dễ. Vậy là nó dễ hơn thằng. Mỗi lần xịt có Aduat vô là nó hết à. Cái này quý này chắc cũng dễ mà. Sợ nhất là nó bị bã hay gì? Bị bã. Rồi thằng bã đó là bị bã chứ nó đèn lá ha, cái thứ đó mới hấp dẫn à. Thứ đó mới tốt. Cái đó mới khó trị á. Rồi này kia nó cũng cực. Còn nếu mà cái này nó khối đèn với vàng lá hồi nhỏ rồi đâu có sợ. Hôm nay mình xài phân gì rồi? Thì anh đen á, ure bao mấy ký á. Là ở đây anh chơi ure đen thôi. Còn mấy chỗ kia sao người ta thấy ure xanh là thường. Mà vậy là mỗi người có một kiểu xài khác nhau ha. Mỗi người có kiểu khác. Rồi. Giờ trời sao mưa là đi ra đậy rau hả? Rồi, đậy rồi. Ủa cái đó hai giải ha, một giải. Giờ mới làm con giải mà cái mô hình chắc phải ba giải vậy đó. Ba giải là một tháng là phải 30 muôn. Một tháng 30 muôn, bây giờ là làm ba giải chuẩn bị. Bây giờ là trước tiên là một giải, bắt đầu giữa tháng 4 là bắt đầu một giải nữa. Yeah. Đầu bước đầu tháng 5 là phải ba vàng vậy đó. Sao thấy lạ, em tưởng đâu là đem lên đây mình làm vàng ở dưới đây là mình đem lên đây mà giờ. Hồi mới đầu làm đây thì mỗi năm là mỗi đổi mà giờ mình đổi. Giờ đổi là cái miếng đất mới đó luôn. Giờ lên đất y nó mướn lỗ để dành làm luôn. Rồi là mình mướn người ta luôn ha. Quá trời. Cái đồng quế buổi chiều rất là đẹp. Thì vừa rồi anh ba anh cũng có chia sẻ đó các bạn. Đó thì quế này 25 ngày rồi. Rải mấy lần pha anh ba? Hai lần hả? Ba lần rồi. Ba lần là ui. Rải lần đầu chục ký ure trắng thì tỉa. Rồi. Lần sau rải tỉa xong rải 15 ký ure xanh. Rồi vậy rồi cái gì? Bắt đầu mới rải nay 2-3 bữa ba ure đen. Yeah. Rồi rải bao nữa cắt. Rồi vậy là dần bao nữa là cắt, 10 ngày nữa là xong. Rải khoảng chừng 3-4 ngày nữa rải bao nữa bỏ luôn. Rồi nói chung là hy vọng cũng chuyến này giá nó nằm 10 ngàn ha. 10 ngàn là quế này cũng hốt bạc rồi. Mà hồi ấy giờ hình như cái giá này nó cũng quen rồi. Quen hả? Quen rồi. Tại hôm nay là ông canh cái đợt rẻ ông đổ xạ. Quá thì nói chung. Vậy giá này nó cũng quen rồi. Quen rồi thôi. Mà nó... giờ nó lên sớm quá sớm. Nó lên sớm rồi. Mà lên sớm nó 25 ngày vậy là ok rồi. Chắc được. Hy vọng nó còn giá. Yeah. Rồi đi đẩy rau đi, mưa tới ạ. Nó trời đen dữ đây nè. Rồi thì nói chung bây giờ trời cũng sắp mưa rồi các bạn, mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây các bạn. Thì các bạn thấy video mình hay hữu ích, các bạn hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.